Em chào ông bà Chu. Em chào ông bà Chu. Nhi Mô giỏi lắm. Con đi đâu rồi nói ông bà nghe đi. Con đi xem thú. Xem thú. Hello, xin chào đi con. Molia xin chào ông bà cô chú kìa. Con đi đâu? Con đi xã thú. Con ở đây con giả nhân mà nó ngủ, nó còn ngủ cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh của Uyên Cuộc Sống Đức. Hôm nay Uyên mời cả nhà đi tham quan cái sở thú ở gần chỗ mình á. Thì nó nó kế bên trường mình đó cả nhà, ở đây có gà tre nữa rồi. Nó gần trường của nhỏ đó, khoảng 8 km. Thì giờ nó mới mở cửa ra đó cả nhà. Lần đầu tiên tụi nhỏ đi sở thú. Ở đây là gà không ở nhà, gà mà được vô sở thú luôn đó. Gà này quý không à. Hai vợ chồng gà ở đây nè. Gà kìa, lâu quá rồi mới gặp được gà cả nhà. Gà này lạ nè cả nhà, gà này là gà gì mình không biết nữa. Mình thấy trên mạng mình quên tên rồi. Jesse, that's your hair. Did you ask us? Jesse here, Tiger. We'll do Kuma version here. Gặp lại con bò lông dài lãng tử nè cả nhà. Con bò tót nè, thấy ghê không? Nhìn mặt anh ngầu thấy ghê luôn á. Hung dữ dữ lắm. Timo nó muốn cho mấy con này ăn chuối mà ba nó không được cho ăn bị phạt. Đáp nít nha Lia. Da laufen die drei, Mama, Lia und Timo. Oh, hier sind die Vögel, die singen so schön. Das sind hier Fasane. Lachende Hack. Oh, das sind Geier. Das sind die Geier. Aasgeier. Ja.
Das sind die Aasgeier, die sind auch in den wärmeren Ländern unterwegs. Truthahn. Hallo, hallo. Hier kommt noch nhiều chuyện cả. Rồi nghe mấy bà dê kêu rồi đó. Bé. Đi ngang cái bà dê này hôi dữ lắm luôn á. Ở đây có mấy bụi tre chút nữa đó cả nhà thấy không? Ôi con báo kìa cả nhà ơi. Leopard Lia Nitia, con báo nó đi con báo. Thấy Lia tuổi này đó đang giai đoạn nghịch không? Mẹ nói con báo mà Lia khẳng định đó là con cọp đó. Bởi giai đoạn này thì nó đang cái tuổi nó đang bướng á, là phải tâm lý chút xíu không ấy là nó nghe nó không nghe lời, dù nó ngọt ngọt thì nó nghe chứ mà nói là không nghe. Con báo này nó đi vòng vòng cũng sợ lắm, nhưng mà bên ngoài có cái kiến. Tụi nhỏ đang nhìn con báo á. À, so sweet here. So sweet here. Cái lá này ngộ cả nhà. Trắng với xanh, nhìn thấy ngộ ghê luôn á. Giống như lá bạch tạng ghê á. Hơi nước sơn không biết nữa, mình không hiểu sao màu trắng với xanh. Cả nhà nhìn nè, nó trắng với xanh nhìn lạ lắm. Ba nó bỏ tiền vô mà không lấy đá ra được á. Euro. Euro soi khúc mà. Mẹ coi coi. 1 đô mà. 28.000 là một cục đá đó cả nhà. Số trói à. Ai gai hiếp hia bà ba. Hiếp hịt hia. Một cục đá 28.000. Lấy màu xanh đi đẹp quá kìa. Có màu xanh này đẹp quá cả nha, xanh ngọc bích đẹp quá. Cái màu xanh này đẹp nè. Bà ba đi không phút nha. Euro I should đó. Nhưng mà lấy đi con màu gì con. Ồ, đi mua có màu xanh mẹ đẹp nè. Đẹp. Ồ, bà ba. Cho mẹ coi đi mua. Cho mẹ coi tim không? Hey, Mama, mach mal Video. Was machen wir damit immer? Ja, die kannst du dir schön aufheben, ne? Ein so wunderschöner Stein, ne? Sehr hübsch, aber Timo, sehr hübsch Farbe. Was macht man damit immer? Oh, sehr schön. Ja, nó muốn thêm một cục đá nữa mà một đồng là một cục, một lần lấy một cục. Chỉ giận rồi kìa. Mama, ich mach die mir.
Còn đây khu vui chơi của tụi nhỏ đây cả nhà. Bỏ tiền vô mới được hả? Đưa cho mẹ đi, cho mẹ cục đá đi con, mẹ cất cho Timo đi rớt mất á. Mama can make video mà. Nha, hôm nay mẹ có thể quay video đẹp quá à. Ba bạn gái. To mà to lắm cả nhà ơi. Hồi đó giờ mình mới thấy con to như vậy đó. Hello. Gia đình mình á giống như papagai không cả nhà, đủ màu sắc hết trơn á. Mein Bagger geht aber nicht. Ein paar Bewegungen, dann ist wieder aus. Dann ist Ruhe, dann macht nichts mehr. Ông xã Quyên là phản ánh với cái người mà giữ quản lý ở đây nè, nói là cái xe đồ chơi bỏ tiền vô chứ nó không hoạt động. Anh bỏ hết 2 đồng vô đó mà cái xe chơi của tụi nhỏ nó không hoạt động. Ở vô đây nó đòi ăn kem. Mình vô mua kem tụi nó. Nó đi nó lập kem, nó mê lắm cả nhà ơi. Mấy đứa này nè, mê kem dữ lắm luôn á. Nó giống ba nó. Kệ ba vô, ba vô, kệ ba đưa, kệ vô ba ba đi. Chọn mẫu kem đó. Nói đàng hoàng, nói làm sao? Nói tiếng Việt làm sao? Nói làm sao con? Kệ má cho con. Đúng rồi. Ngon không nhỉ? Coi kem mừng rồi. Kem của Lia đâu? Spiderman. Con có kem người nhện hả? Our spinach comes to his house. But I'm just kidding. Ra đừng có vũ cái chân con, ngồi đàng hoàng coi. But that one is ass. Come on, you ass. I'm going to go. That gave me class lesson. Wir beginnen das Lesson an den Spielen. Nee, wir gehen mal weiter. Kommt mal so ganz Nein. Langsam. Mấy con gà nó ăn dưa hấu. Nó không có sợ, mình đứng đây mới lại mình trong nè. Chuyện cổ tích luôn, ra nhà đẹp lắm. Đây là vườn cổ tích nè. Wie teuer ein Ticket, Papa? Alles zusammen für uns 17 Euro. 17? Zwei Erwachsene, zwei Kinder. Cái giá vé cũng rẻ lắm, cả nhà gia đình mình 4 người thì 17 euro thì 28 với kia cho 200 đi. Khoảng 400 mấy mà vé của cả gia đình nữa cả nhà chứ không có đắt không. Sit heute Galia Timo. Cốt mà. Sit heute. Aber sehr schön, ne? Có bụi nhà đam to quá cả nhà. Okay, gut. Oh,
Mami, Mami, komm, komm, komm. Die waren schon zu DDR-Zeiten auch hier, die Wölfe. Das ist schon alles uralt. Die waren schon immer Wölfe. Heute vô số xin, các bạn có thấy con cá sói không? Đụng con, đừng đụng con. Quá trời chó sói luôn cả nhà ơi, nguyên bầy luôn kìa. Hai vợ chồng nó dễ thương không? Nó hỏi em bé chó sói đâu, nó hỏi em bà. Who is baby boy? Limo, ni mang ác rồi. Lát xin hồi. Dạ, gan sư gốc. Cái này là xương. Na, der ist gestorben und dann wurde der praktisch, dann haben sie. Eine deutsche Docke, nee, das ist eine Docke, das ist ein Hund. Eine deutsche Docke ist ein Hund. Hund? Ja, Deutsch. Đi ăn hết đi hôm nay với mẹ với ba không? Con nói đi. Con thích con gì nhất? Con cá sói hả? Vịt sói. Anh trông ngọt con vịt. Con vịt nè. Papagai. À, con vịt, con papagai. Con vẹ. Con sư tử. Bắt nó. Sư tử. Sư tử. Sư là con cọp. Con thích này. Ba mẹ thơm. Mẹ thơm hả? Mẹ cũng thích vui giúp ăn. Con cũng thơm nữa. Quyên xin chào tạm biệt cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà đi sở thú với tụi nhỏ. Ja, hier über alles Tierpark noch. Sag mal tschüss, Lea. Tschüss. Hier ist der Tierpark.